Trước những mất mát lớn vì cơn bão số 3 gây ra, Đài Hà Nội kêu gọi cán bộ, nhân viên ủng hộ để cùng bà con các vùng bão lũ khắc phục hậu quả siêu bão Yagi. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn Đài Hà Nội phát động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động quyên góp ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ các địa phương, người dân vượt qua khó khăn. Với sự quyên góp ủng hộ này, Đài Hà Nội mong muốn tiếp thêm nguồn lực cùng hệ thống chính trị, các địa phương hỗ trợ đồng bào, người dân vùng lũ khắc phục thiệt hại nhanh chóng. Cùng với đội ngũ phóng viên quay phim, Đài Hà Nội trực tiếp đưa tin tại hiện trường. Sự đóng góp của mỗi cán bộ, người lao động sẽ góp phần giúp đỡ người dân, cung cấp nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả bão lũ, tái thiết cuộc sống. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, người lao động, nhân viên Đài Hà Nội đồng hành cùng với dân cả nước trong mọi hoàn cảnh.